Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Bếp Việt Official. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn với bánh mì sandwich. Ở đây bánh mì sandwich mình sẽ cuộn với xúc xích, phủ một lớp phô mai và bên ngoài mình sẽ nhúng một ít trứng rất là thơm ngon và mình sẽ áp chảo qua bơ. Các bạn xem clip các bạn thích bấm cho mình nút subscribe, like, share hoặc là có nhận xét góp ý gì xin vui lòng comment nhé. Và để biết món bánh mì sandwich cuộn xúc xích như thế nào, mình xin mời cả nhà đến với phần tiếp theo của clip nha. Và để làm món ăn sáng siêu nhanh bánh mì cuộn xúc xích này, ở đây mình có một cây xúc xích, một lát phô mai, một quả trứng gà và một lát bánh mì sandwich. Rồi các bạn ơi, món này rất là nhanh và rất là các bạn nhỏ của mình rất là thích. Nào, trước tiên là mình sẽ bắt tay vào mình làm phần bánh mì sandwich này nhé. Rồi giờ mình sẽ cắt cái viền của bánh mì sandwich nhé. Hoặc là bạn nào không thích muốn để luôn cái viền cho nó thơm thì mình cũng để cũng được. Hôm nay mình cắt cái viền đi cho mình cuộn cho dễ hơn xíu nha. Rồi để cái phần viền này qua bên xíu, mình sẽ làm món khác. Rồi đây là bánh mì sandwich của mình. Và bột á, hoặc là mình không có thì mình dùng tạm cái ly cũng được, mình cán cho mỏng ra. Đây các bạn, mình cán cho phần bánh mì của mình mỏng ra vậy nè. Cũng không cần mỏng quá đâu, hơi vừa vừa là được rồi. Rồi mình sẽ cho một lớp phô mai lên trên phần bánh mì như các bạn, dễ làm lắm luôn và nhanh cực kỳ. Và một cây xúc xích, đây cây xúc xích của mình. Sau đó thì mình sẽ cuộn lại, cuộn chặt lại nha. Rồi để cho cái phần bánh mì tiếp theo của mình nó dính vào trong cái phần bánh mì còn lại đó, ráp mí lại đó, thì mình sẽ quét vào đây một chút xíu trứng. À, sau đó mình cuộn lại và mình giữ mép ở dưới vậy nha. Rồi các bạn, mình giữ yên gì xíu ha. Rồi giờ mình bước tiếp theo của mình là sẽ áp chảo cái phần bánh mì này nha. Rồi chảo nóng mình sẽ cho vào đây một chút xíu bơ. Bánh mì mà đi với bơ các bạn thơm lắm, các bạn có thể thay thế bằng dầu ăn cũng được, nhưng mà nếu bạn nào có bơ thì dùng nó sẽ thơm hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng phần bánh mì của mình qua trứng nha. Một cái quả trứng hồi nãy mình đập ra đó, mình nhúng qua. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái chảo bơ của mình vừa nóng tới. Rồi mình để bên gì nè. Phần bơ còn lại á, đây các bạn, phần bơ còn lại ở trong bát thì mình dùng cái rồi mình quét lên trên bánh mì vậy nè. Rồi các bạn sẽ áp với lửa nhỏ cho phần bánh mì với phần trứng của mình vừa chín tới ha. Cái phần cây xúc xích á, các bạn nên làm bắt bạn hấp hoặc là các bạn nướng cho nó chín trước nha. Chảo phần xúc xích với bánh mì, cái trứng. Và sau đó thì mình sẽ trở sang bề bên kia. Bánh mì mình áp vàng các mặt ha các bạn, sau đó thì mình sẽ cho ra dĩa. Rồi, vàng rực luôn nè. Rồi, cắt ra từng miếng vừa ăn nha. Rồi, nó hơi nóng đó các bạn. Bánh mì sandwich cuộn với xúc xích, thêm một lát phô mai béo ngậy, rất là thơm ngon. Và mình sẽ ăn phần này với tương cà hoặc là tương ớt nha. Cà các bạn sẽ chấm với tương cà. Rồi cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Việt Official.